Người càng giỏi thì người ta lại càng chịu khó học hỏi mọi người ạ. Câu nói này thì mình thấy từ xưa đến nay vẫn là luôn đúng. Hôm nay thì mình có dịp về Bắc Ninh và tham quan nhà máy in Hồng Hà, một trong những doanh nghiệp in ấn đứng đầu tại Việt Nam với 20 năm kinh nghiệm. Chủ tịch của in Hồng Hà đó chính là chị Hằng, người chị mà đang đứng chia sẻ trong video đấy ạ. Tại sao mình lại có duyên biết đến chị Hằng? Thực ra là chị Hằng này thì chị cũng đang tham gia một cái khóa học và mình cũng tham gia cùng với chị. Mà khóa học thì về bản chất nó rất là cơ bản thôi. Nhưng mình không nghĩ là những người chủ doanh nghiệp, những người sở hữu những công ty cực kỳ lớn và tuổi đời rất lâu ở Việt Nam người ta vẫn đi học. Thì mình mới thấy là hóa ra là người ta càng giỏi người ta lại càng đi học. Cho nên là cái việc mình dốt đi học là cái chuyện đương nhiên mọi người ạ. Và đây tham quan nhà máy mới thấy là để đầu tư được một cái nhà máy in như này thì số tiền không hề nhỏ. Ở đây có những cái máy nhỏ thì nó khoảng độ tầm 100-200 triệu. Và những cái máy thuộc hàng khủng ấy thì có giá trị khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, tức là bằng cả một căn biệt thự tại Hà Nội luôn. Và các bạn có biết là lợi nhuận của ngành in ấn này là bao nhiêu phần trăm không? Nhiều người cứ bảo là lợi nhuận của ngành này chắc là sẽ khủng khiếp lắm, nhưng mà thực tế thì như chị Hằng chia sẻ thì lợi nhuận gọi là sau khi trừ hết mọi thứ đi thì chỉ được khoảng 10% thôi. Đây là gọi là tối ưu đến cái mức gọi là rất là tốt đấy. Còn nếu mà những doanh nghiệp mà tối ưu không tốt ấy, thì lợi nhuận chỉ được khoảng độ tầm 7, 8 hoặc là 9% thôi. Nhưng mà các bạn hình dung là 10% của một con số lớn thì nó không hề nhỏ đúng không? Ví dụ như 10% của 1 tỷ thì nó chỉ là 100 triệu thôi. Nhưng mà 10% của 1.000 tỷ ấy, thì nó là một con số không hề đơn giản một chút nào. Chính vì lợi nhuận mỏng như vậy cho nên là chị chia sẻ là có những đơn mà bị in sai ấy, thì phải in thêm khoảng độ tầm 20 đến 30 lần cái đơn hàng như vậy thì mới hòa vốn. Và những câu nói của các cụ ngày xưa thì vẫn luôn đúng, sai một ly là đi ngay một dặm. Và với cái ngành nghề này thì máy móc là phải đầu tư liên tục, nó giống như cái câu chuyện gọi là chạy đua vũ trang ấy. Có máy nào mới, có thiết bị nào mới là phải sắm về hết. Nếu mà không thì có thể bị đối thủ vượt mặt ngay. Và nhân sự của chị ấy thì cũng khá là đông. À, thời điểm bình thường thì khoảng 200-300 nhân sự và thời điểm cao điểm nhất thì lên đến khoảng 400 nhân sự. Và nhân sự ở đây thì rất nhiều người làm công nhân nhưng mà đã có ô tô để đi rồi. Và có một số người ở mức lương trung bình khá một chút đấy thì khoảng 18 đến 20 triệu đồng cơ. Và về đây thì được học rất nhiều những cái hay ho và những cái trải nghiệm cực kỳ là mới lạ. Rất nhiều những cuốn sách, rất nhiều những cái vỏ hộp thuốc cũng như là vỏ của những cái đồ dùng ở nhà các bạn ấy thì gần như là in tại đây. Và thông qua video này thì chúng ta có thể thấy rằng là những người giỏi thì người ta luôn học hỏi. Cho nên là khi mà chúng ta đã thành công rồi hay chưa thành công thì cái việc học là cái việc gọi là chưa bao giờ là việc thừa cả. Và học thì chúng ta sẽ có nhiều cách đúng không? Chúng ta có thể học từ một ai đó này, học từ một cái kênh TikTok hay, hoặc là học từ một người nào đó, chúng ta chỉ cần follow họ thôi thì đó cũng là học rồi. Còn đâu nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể tham gia các khóa học thực tế của các thầy hoặc là những người mà có kinh nghiệm ấy, thì đôi khi là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là tiền bạc. Thay vì chúng ta tự đi test đúng không? Thì chúng ta có thể là bỏ tiền ra chúng ta đi học. Mình tin chắc là ví dụ như các bạn tự làm thì mất khoảng độ tầm 3 đến 5 năm. Nhưng mà nếu mà có thầy thì đâu đó khoảng độ tầm 1 đến 2 năm là có thể thành công rồi.